Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Toilet. Thực vì đọc đọc dê dê, thực vì đọc đẹp đẹp đẹp. Hello các bạn, thì ở clip hôm nay mình sẽ gọi là trải nghiệm con. Từ từ mình đặt phàm đã. Ở clip này mình sẽ trải nghiệm con Scientist Titan TV Man. Ui trông đẹp vãi. Màu xanh xanh này, màu này mình thích này. Mà con này đẹp này, con này hợp lý đấy. Con này là mythic à? À, để sở hữu con này thì các bạn phải hoàn thành cái gì nhỉ, cái Pathfinder 50 nha các bạn, cái event của gọi là sự kiện streamer đấy. Nếu các bạn phải đến Pathfinder 50 thì các bạn sẽ sở hữu con này. Cài cũng khá căng đấy các bạn. Nên thì mình đã sở hữu từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay gọi là mình mới làm clip và mới gọi là up được. Mình vẫn đẹp như mọi khi thôi. Giai đoạn đầu mình sẽ sử dụng con gà này của mình để đẹp này. Và mình sẽ đặt farm các kiểu thôi. Thì combo mình sử dụng trong ván này là một cái farm, cái farm này thì Santa TV Man này, drone này, pumpkin, con gọi là nhân vật chính, và con thư kỳ speaker man, lúc nào mình cũng mang theo cả để đép giai đoạn đầu. Thì mình nghĩ là với cái con này thì có thể đép đến khi mà có thể xây được con này ta này. Hiện tại thì mình gọi là chưa biết nó những hình dạng như nào cả, với cả kỹ năng nó ra sao các bạn ạ. Thì gọi là mình sẽ gọi là test để cho các bạn gọi là mình trải nghiệm, để cho các bạn nào mà chưa có ấy thì gọi là sẽ gọi là cảm thấy nó ngon hay lởm hay đểu gì thì các bạn gọi là sẽ muốn cày hay không nhá. Để các bạn đưa ra quyết định là có lên cày hay không. Nhà mình nghĩ lên đi, lên cày đi. Dù gì nó cũng chỉ là giới hạn trong cái sự kiện này thôi mà. Cái mai sau các bạn đi chơi cũng được đúng không? À, các bạn cứ gọi là bú cho mình con này. Hiện tại mình vẫn đang up farm này. Quê này chắc... À có con choáng luôn, có con choáng thì phải up cái này lên. Up một cái farm này xong đợi tiền up con này lên một level nữa. Là ổn. Không thể ổn nói lìa được. Mà các bạn xem clip thì nhớ like đăng ký kênh giúp mình nhá. Thì clip lẹt đẹt 1-2k view được có vài 20-30 người like quá buồn. Còn mình thì chắc không đến 10 người. Nói chung là các bạn bỏ ra ít thời gian like comment giúp mình, để cho gọi là mình có động lực làm clip nhiều hơn nhá. Chứ thi thoảng là mình hơi bị gọi là mất động lực làm clip đấy. Cứ thấy like liếc lẹt đẹt mình buồn lắm, không muốn làm nữa. Có khi gọi là sau clip này nếu các bạn không gọi là like cho mình lên 50 like, có khi mình off game đi chứ. Nè, các bạn nhớ like giúp mình nha. Mong clip này sẽ gọi là đạt 50 like đi. Ok, chúng ta trở lại với gọi là trận đấu này tiếp. Hiện tại thì mình lên up con này mắc chưa nhỉ? Lên up rồi đấy. Với lượng đam này thì không ổn rồi. Mình sẽ up con này lên thôi. Hoặc là mình sẽ đặt một con này ra. Mình nghĩ là ván này mình đủ tiền rồi. Ok. Ui, trông đẹp vãi thề luôn. Sừng sừng ấy. Xong có hai cái râu này như kiểu con tiểu tiên ấy. Mắt thì một mắt nổ một mắt xịt. Người thì màu xanh. Mình thích nha, mình thích màu này nha. Đẹp, nói chung là đẹp. Đẹp hơn cái con Godly hiện tại. Mà con Godly còn đang bị nép đấy chứ. Không biết gọi là hôm nay đã gọi là hết chưa. Ok, mình lại tiếp tục up farm nha các bạn. Có tiền thì up farm, lần level 2. Level 1 là 750 dam, tầm đánh 20, cooldown 0.5. Tốc độ đánh hơi chậm nhá, tầm cooldown hơi chậm này. Mình up luôn đi. Ui bị stun rồi. Từ từ mình sẽ là cho một em drone vào đây để bảo kê. Mình sẽ up luôn. Ok chưa? Hợp lý. Thì kỹ năng của nó là phọt ra cái quả bóng tuyết hay sao ấy các bạn ạ. Đây nó phọt ở ngực này này. Con này đẹp ấy chứ, sừng sừng này. Giống kiểu Sinister. Con Sinister kia thì xấu, sao con Sinister này khác đi nhỉ? Vừa to vừa đẹp. Cao to đen thui. Tiếp tục up farm. Không up farm mình nghĩ không đủ lân nữa. Nãy giờ là mất bao nhiêu tiền rồi? Phát đầu đạt ra là 1.500 này, 2.500 là 4.000. 4.000 xong rồi, bây giờ 4.000 là 8.000. Bây giờ lân sẽ mất 8.000 đấy các bạn. Mình up farm lên một phát đã, cho nó kiểu vào chân nhau đó. Tiếp tục up farm này. Đủ tiền thì up farm thôi. Hay up thêm, à thôi, up farm thôi. Mình định tính là up thêm con gà này cho nó đẹp, nhưng mà mình nghĩ chắc không cần.
À phản tiêu. Ui ném khỏe phết các bạn ạ. Nhưng mà hơi chậm, tại vì một giây ném được bao nhiêu cái. Đấy nó bắn ra quả bóng tuyết nha các bạn. Nó ném ra quả bóng tuyết nhá. Không biết mỗi level nó gọi là thay đổi hình ảnh không. Bây giờ mình sẽ lâng tiếp này. Level 3 này. Ơ cái mặt nó mất rồi. Cái mắt lủng mắt xịt của nó mất các bạn. Nó thay vào là cái tivi này nó được bật lên này. Cái mặt nó bật lên. Và cái đằng trước ngực của nó cũng khác nha. Đằng trước ngực nó thêm cái giáp này nha. Quay lại Alpharm á. Cứ mãi bốc phét nhiều. À nhầm. Cứ mãi review. Tí này lủng mất thì hỏng. Alpharm. Bán được con này đi không? Ôi bán thì để làm cái gì? 900, 1.500, 1.500, chưa đủ. Áp thêm con này đi. Dư thì chúng ta cứ áp thôi. Hiện tại đang là 2k6 đam nha các bạn. Lượng đam này mình nghĩ là không nhiều lắm đâu. Tốc độ đánh nó cũng chậm cơ. Cái cooldown của nó một giây nó đánh được có 2.5. À nhưng mà đam nó AOE các bạn ạ. Hợp lý này. Mình thấy hợp lý đấy, đam AOE này thì là nó có thể clear nhanh hơn này. Tí mình sẽ áp tiếp nhá. Hình dạng của nó thì thay được cái màn hình sáng lên thôi. À, lúc đánh thì cái màn hình này mới sáng lên các bạn ạ. Giống mấy con Titan TV à? Titan CLM, mấy con CLM. Mình áp tiếp nhá. Từ từ mình phải zoom vào nó xem nó có thay đổi cái hình dáng thì không đó. Áp này. Thay đổi cái gì không ta? Không. Ô thế rồi mình âm nhập, mình âm nhập con đồ luôn. À mà ảo ảo thật đấy, mình click nhập ạ. Đây bây giờ tay nó có thêm cái như kiểu giáp nhọn nhọn đây các bạn ạ. Ở level 4 nhá. Level 6 mất 12.000 hơi khoai đấy nhở, phải up farm rồi không thì không đủ tiền mất. Mà vừa mình ấn nhầm với cái con drone chứ. Ui con chuột này bắt đầu gọi là đến thời kỳ là bắt đầu phải sa thải tuyển con chuột mới về dùng rồi các bạn ơi. Ngay gần đây, hai con gần đây mà click nhầm sang con này xong up ạ. Mình không để ý, mình cứ mãi nhìn cái mặt con này này. Thôi không sao, đằng nào cũng phải up drone thôi thì bây giờ up cũng được. Nhưng mà hơi thừa, hơi bị hụt up luôn con này đi. Mình nghĩ là cần farm level max đấy. Tại vì con này khá nhiều tiền mà. Up luôn farm này. 4.000 không đủ up farm thôi kệ. Đẹp khá tốt nha các bạn, một con này đẹp đến quay 23 rồi. Nhìn khá là đẹp, mình khá là ưng đấy. Tí nữa mình sẽ gọi là up lên để xem nó tăng cái gì nữa không. Chắc chắn nó sẽ có một bên cầu vai này nữa rồi. Một bên giáp vai này nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đợi đủ tiền mình up luôn nha. Kiểu gì cũng đủ một bên giáp vai nữa. Quan trọng là level cuối cùng nó có cái gì khác không. Mình zoom cái này mình không quay chuột được ạ, hơi lỗi. Mình sẽ up nha. Ok, hai bên cầu vai các bạn ạ. Ui, level sau nó giảm 1.000 đam. Ủa nó trừ đam đi này các bạn. Thế level sau nâng hơi thiệt nhỉ. Nhưng mà lại tăng 2 tầm đánh với giảm 0.2 cooldown. Thôi mình sẽ gọi là đi up farm để cho dư nhiều tiền đi. Để mình up một phát level sau xong level cuối luôn. Hoặc là mấy level cuối luôn. Chứ level sau để không thì nó hơi bị hụt đam ấy. Quay thứ 26 này, hay mình nhiều thế này mình áp thêm một con ra đây. Hợp lý không các bạn? Quá hợp lý chứ nhỉ? Đấy, quá hợp lý rồi. Đấy. Quá hợp lý luôn, bây giờ sẽ gọi là đép bằng hai con. Lâng lên bằng nhau là được ấy. Lâng lên bằng level nhau là hợp lý rồi. Để con đép mình sợ mình lủng ấy. Mình sợ kiểu nó cooldown hơi chậm ấy, nó đam hơi chậm ấy lủng mất. Đấy các bạn, con đến cái con toilet này nó còn đi xa. Còn có vừa sừng vừa dâu mới hài cơ. Kiểu vừa trông nó kiểu vừa ác ác mà lại vừa hiền hiền ấy. Nói như nào nhỉ, kiểu giả nai ấy các bạn. Vừa sừng vừa có cái dâu này. Như mấy con ong, mấy con bướm ấy. Trông hề hề. Ok bây giờ mình sẽ gọi là đứng đây và đợi đến khi nào đủ tiền. Dư khoảng 30.000 đi. Cho gấp đôi. Là mình sẽ gọi là lâng nha. Hơi lâu các bạn ạ, giờ mới 13.000 đấy. Giờ mình sẽ đứng đây và đợi thôi. Hơi mất thời gian hay là up luôn nhỉ? À, mình còn up mình xem hình ảnh đó chứ nhỉ?
Mình sẽ up luôn nhá, 14GB này. Có cái gì khác không? Hay mình lại up nhầm con rồi? À, nó có thêm cái ba lô các bạn ạ. Nó có thêm cái ba lô. Nó có thêm cái ba lô đằng sau này nhá. Cái này có phải ba lô không? Ôi, nói chung là cái gì như kiểu giáp lưng ấy các bạn. Ô, bây giờ mình mới để ý là con này nó có hai vòng hai màu nhá. Một cái màu trắng với cả một cái màu xanh. Màu xanh là dùng cho cái gì nhỉ? Ui, level sau này tăng 7k đam. Mình sẽ up luôn nhá. Ui, level cuối cùng khá là đẹp các bạn ơi. Nó cầm cái lưỡi hái đi. Thề mình thích con này vãi. Kiểu màu xanh xanh này quấn thật sự đấy. Ôi, nó thêm cái vòng đỏ nữa này. Chắc là vòng đỏ này là đam một cái lưỡi hái. Vòng trắng là mình nghĩ là đam của quả cầu tuyết này. Còn vòng xanh là đam của cái gì? Hay là cái ba lô này nhỉ? À, cái tivi. Đúng rồi. Thử xem nhá. Đúng rồi các bạn ơi. Cái con này nó đi vào cái vòng xanh. Là cái tivi này sáng lên. Cái màn hình này sáng lên. Thế là nó có ba lượng đam. Đến từ ba nơi là cái lưỡi hái này, cái màn hình này, và cái ở trước ngực này, cái quả cầu tuyết ở trước ngực này nhá. Ok, thì hiện tại mình đang thấy là thế. Mà hình như vừa nó ném cái gì bổ một phát đi luôn thì sao ấy. Thấy khỏe khỏe ấy. Đúng không ta? Mình vừa thấy nó bổ khỏe khỏe mà. Ok, hai con này. Thêm một con nữa vào đây. Không được. Không được thì đặt đấy. Ui, nó vướng nhau quá các bạn ơi. Con này nó không đặt sát nhau được rồi. Ăn ngay quả stun mà mồm ạ. Đặt hơi xa con drone rồi. Up luôn. Hiện tại mới chỉ có 3 con thôi. Mà 2 con mắc rồi. Mình thấy là đẹp nha. Đẹp. Khá là đẹp các bạn ạ. Với cái gọi là hình ảnh đẹp thế này thì chắc mình sẽ không mang đi đổi con khác đâu. Với cả không biết bây giờ nó có chơi được con nào khác không. Ví dụ chơi được mấy con ngon ngon thì mình sẽ chơi để gọi là trải nghiệm nhá. Tại vì tất cả unit trong đêm mình còn chưa trải nghiệm hết cơ. Mỗi ngày mình chơi một con mà không biết có bao nhiêu unit. Thì mình nghĩ chắc phải gọi là mấy tháng mình mới chơi được hết số lượng unit trong game này đấy. Up liên tục này. Không biết lượng đam nó gọi là bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ. Cái quả tuyết thì cũng khá. À, DPS con này cũng cao cơ. DPS con này nhiều phết đấy các bạn ạ. Nói chung là khỏe đấy. Các bạn gọi là lên cày thật nhanh đi. Mình không biết là ngày bao nhiêu hết sự kiện. Nhưng mà nếu hết sự kiện các bạn không cày kịp thì gọi là hơi buồn. Tại vì nó là miễn phí mà. Các bạn chỉ cần bỏ thời gian ra cày thôi. Mình đặt con kia ở kia nó bị stun up quá. Mình sẽ đặt con khác bù vào đi. Con kia không trong cái tầm của drone ấy. Bị stun nhiều quá. Ui, 39 nha. Không biết với kiểu con này thì có thể gọi là win được cái map này không. Up luôn này, ui 40. Mình nghĩ nên up level 5 thôi. 14 với cả 18 là 32. Level sau để 32.000 up một thể cho nó dễ. Mình nghĩ chắc chỉ đạt cùng lắm được 4 con mắc thôi các bạn. Với cả cái lượng tiền này. Hiện tại mình thấy thế. Với cái lượng tiền này chắc mình chỉ đạt được 4 con là mắc level thôi. Nhưng mà không biết 4 con có đủ đẹp không nên. 29.000 rồi. Đủ 32.000 mình mới up con này nhá. Chứ gọi là nếu mà không đủ thì hơi thọt đam. Là một pha level cuối luôn cho nó chém cho áp. Lồng một phát này. Nè vào cuối luôn này. Ok. Con này có nên lăng không hay đặt một con ở bên này. Thì áp. Mình nghĩ nên đặt một con bên này. Con này nó bị stun quá. Do con drone của mình lỗi vị trí rồi. À không phải lỗi mà mình không để ý. Mình đặt con này ở xa quá. Nó thành lỗi thật. Nhưng mà là lỗi do con mình đặt ở đây cơ. Không phải do lỗi của drone. Drone không có lỗi. Lỗi tại người đặt.
U45 này. U45 dùng 4 con Mark. À không, dùng có 3 con Mark. Một con này gần Mark. Tí chắc mình bạn con này đi quá. Tại vì nó bị sửa tool nên là đam nó cũng chả được. U46 nhá. 15 phút rồi. Mà có khi không cần nhiều thế này đâu. Đam con này khỏe mà. Cứ vào gần là dụng thôi, cứ vào gần là dụng thôi. Vừa khỏe vừa đẹp. Vừa khỏe vừa đẹp các bạn ạ. Không còn gì để chê nữa. Nhưng mà hơi lâu. Mình cảm giác AD lên rút ngắn đoạn đường này lại thì tốt. Tại vì nó đi mấy cái con bột cầu nó đi xa quá. Làm thành ra gọi là như nào nhỉ? Thành ra nó bị thọt đi, nó bị thọt thời gian đi. Hồi 48 này mình mất 16 phút rồi. Chủ yếu là thời gian cái con bồn cầu nó đi chậm thôi chứ. Còn clear vẫn ổn nha các bạn. Thôi để 32.000 up một con này mắc. Ơ, đủ ấy. Đủ luôn mà, vừa mình up một level rồi mình không để ý. Đặt đây được không? Đặt được. Đặt được thì đặt. Mình gọi là sale con này đi. Đặt đây cho nó. Cho nó nhìn cho nó gọi là đồng đều 5 con. U50 rồi, cho mình bán mấy con này đi. Bán mấy con farm tiền đi các bạn ơi. U50 thì chả cần farm tiền thôi. Up luôn. Farm tiền thì không bán được. Nó đang bị sợ tool. Không biết có đủ 18.000 không nhỉ. Nếu mà vừa mình đặt không đặt lỗi con này ấy, xong mình bán đi thì mình đủ up con này lên đấy. Trời ơi, cái sửa tool này sao mà đặt. Sửa tool đến cả cái cục farm tiền này. À, tính là cục farm tiền đặt đây là hợp lý đấy các bạn. Mình sẽ đặt 3 vị trí này này. Hình gọi là cho vào thành hình tam giác 3 vị trí này. Để đặt cục farm tiền. Đủ tiền này up luôn. Ok, 5 con mắc nha các bạn. 5 con mắc xem có đép được không, xem có win được không. 17 phút. Mình sẽ không đặt thêm nhá. Mình sẽ gọi để 5 con này thôi. 15 con này mình nghĩ chắc ổn đấy. Nhưng mà vào đến cái đoạn này nó bổ hơi khoai này. Cảm giác nó không bổ liên tục nhỉ. Nhưng mà nó lại gọi là có 3 lượng đam từ trên cơ thể nó cơ. Vừa rìu này, à vừa lưỡi hái này, vừa cái mặt này này, vừa cái tivi này, vừa cái ở trước ngực nó này. Sấy kiểu 3 lượng đam. Ui con này đi chậm đấy, có thể tua nhanh được không? 18 phút rồi. Đây mình tua nhanh bằng cách mình sẽ đặt ở đây một con. Đây là cách mình tua nhanh nha các bạn. Nhưng mà tua nhanh lượng đam thôi chứ không phải là tua nhanh nha. Không phải tua nhanh tốc độ. Ui đi nhanh dùm cái. Thề cái đoạn này là mình lúc nào cũng cảm giác khó chịu nhất. Tại vì nó rất mất thời gian. Nhìn nó cứ đù đù này, ghét chưa các bạn. Cực kỳ ghét luôn đấy. Cái con này. Trông con này cũng đẹp cơ. Con này với con này là anh em. Nhưng mà một bên là một đứa là theo phe ác, một đứa là theo phe thiện. Đấy các bạn đúng không? Thấy con này giống nhau, đều có sừng nhá. Sừng cũng quạp quạp như nhau nhá. Đấy, màu cũng như nhau. Đấy, đầu đen. Nhưng mà một đứa theo phe ác, một đứa theo phe thiện. Mất tầm thì bán. Mình gọi là đặt cho nhanh thôi chứ mình nghĩ 5 con này ổn này. Ok các bạn ạ. Mình mất 19 phút. Thì qua đây mình có thể gọi là cảm thấy cái con này nó khá là mạnh. Mà không những mạnh mà còn đẹp nhé. Đúng là giống như kiểu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền đấy các bạn đó. Các bạn gọi là hay gọi là chăm chỉ cày cuốc và sở hữu cho mình một con nhá. Thì nó nằm ở cái sự kiện mà Chipmunk Event ở cái Tier 50 nha các bạn. Thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.